Đặng Thu Thảo khoe con gái 6 tuổi. Chuẩn bị bước vào lớp 1, bé Sophie nhà hoa hậu Đặng Thu Thảo được khen ngày càng xinh xắn, lớn phổng phao. Trong hình ảnh mới nhất được Đặng Thu Thảo đăng tải trên trang cá nhân, ái nữ 6 tuổi diện đồng phục học sinh theo phong cách điệu đà. Cô nhóc được để tóc ngắn mái thưa, cài kẹp tóc bông hoa. Nhiều khán giả nhận xét nhóc tỳ Sophie có nước da trắng, gương mặt bầu bĩnh, thừa hưởng nhiều đường nét của mẹ. Có cuộc sống riêng tư kín tiếng, Đặng Thu Thảo từ trước đến nay hạn chế công khai hình ảnh gia đình. Trong một vài khoảnh khắc đã tiết lộ, bé Sophie thường được mẹ cho ăn diện chỉnh chu và có gu từ nhỏ. Mới 6 tuổi nhưng cô nhóc có đôi chân dài, cao dong dỏng, được kỳ vọng sớm thành mỹ nhân nổi tiếng như mẹ. Đặng Thu Thảo cho biết con gái đầu lòng có tính cách dịu dàng, ngoan và hiểu chuyện. Sophie thường xuyên nói cảm ơn, khiến mẹ cảm thấy ấm áp. Hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết, khi được nghe mẹ kể về những có hoàn cảnh khó khăn ngoài cuộc sống, cô nhóc cảm ơn mẹ vì đã được sống trong một ngôi nhà có điều kiện tốt, được lo lắng, chăm nuôi từ nhỏ đến hiện tại. Nàng ấy 6 tuổi, thỉnh thoảng nói những câu làm cho mẹ vô cùng bất ngờ và thấy ấm áp, Đặng Thu Thảo nói. Đặng Thu Thảo cho biết cô hướng dẫn con gái cách tưới cây, chăm vườn ở ban công hay tự tay vào bếp làm bánh để xây dựng niềm yêu thích lao động. Trong một bài phỏng vấn, doanh nhân Trung Tính nói anh luôn chú trọng dạy dỗ, hướng nghiệp cho con gái, cho con tiếp cận việc nhà sớm để con hiểu hơn về công việc của bố mẹ, truyền cảm hứng cho tương lai của con. Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long cùng năm. Kể từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm, thỉnh thoảng xuất hiện trong một số sự kiện. Cô và ông xã doanh nhân Trung Tính có hai con, bé gái Sophie, 6 tuổi và bé trai Liam, 4 tuổi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.